chào mừng các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần nữa là các bác, ngày 14 tháng 5 năm 2020, anh em chúng em lại tiếp tục đón các chú các anh là đến tận nơi ủng hộ những thiết bị và những bộ karaoke. Và trước mắt các bác và anh em, đây là một cấu hình karaoke em đang ghép gồm đôi loa cây Kenwood này, một quả trầm V3340, một cục đẩy siêu mỏng siêu nhẹ, một chiếc vang KM8 Epic Pro và một chiếc nâng tiếng, kết hợp với đó một cục đẩy siêu mỏng siêu nhẹ bên trên này. Đây là một những hàng chính hãng để bảo hành cho các bác và anh em trong vòng một năm, nối đầu chúng em sẽ đổi mới luôn các bác nhé. Với đô la thì đô la cây Kenwood được sản xuất tại Trung Quốc, V3 thì cũng vậy, được sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà tuy nhiên hàng này là hàng chất lượng và đủ tiêu chuẩn để xuất đi các nước trên thế giới, nên các bác và anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng. Hoàng Long Thanh Số rất hân hạnh được phục vụ các bác và anh em ngoài miền Tổ quốc, địa chỉ là 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và cấu hình cao kê ngày hôm nay thì các bác và anh em đợi một lát thì em sẽ cộng giá cho các bác và anh em cùng tham khảo luôn. Rồi, tổng trị giá bộ cao kê ngày hôm nay là 19.700.000 đồng các bác nhé, 19.700.000 đồng. Loa trầm giá 4 triệu, đó là cây Kenwood giá 5.500.000 đồng, cục đẩy siêu mỏng nhẹ giá 6 triệu, vang KM8 Pro là 2.600.000 và một chiếc nâng tiếng 1.600.000 thôi các bác nhé, tổng là 19.700.000. Xin mời anh em có thể ngồi xuống đeo tai phone và chúng ta thưởng thức chất âm hiện tại của đôi loa Kenwood đánh ra kết hợp cùng với loa siêu trầm bass 40. Bass đánh rất chắc lực,